Chào các em. Thì, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các em một cái cách để mình tạo cái mô hình 3D trên Dino từ cái các cái đường 2D và mô vẽ đường hình. Thì hôm trước có một bài tập cũng tương tự như vậy, chúng ta tạo cái mô hình 3D thông qua các cái sườn của tàu thủy, là thông qua các đường sườn này. Thì đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai hoặc thứ ba có rất là nhiều cách, thì cách thứ hai mình sẽ giới thiệu cho các em đó là cách tạo cái mô hình 3D từ các cái đường cơ bản của tàu thủy. Các đường cơ bản ở đây là bao gồm có đường boong nè, đường boong, đường mạng nè, mạng cái sóng ở trên nè, nha, đường bể gốc nè, đường bể gốc. Và tương tự như này, chúng ta cũng có đường boong này và hai đường bể gốc. Thì đầu tiên muốn tạo được cái mô hình 3D thông qua các đường này, thì chúng ta sẽ copy lại các cái đường đó, copy lại các đường đó chúng ta bật ra đây. Ở đây mình đã copy sẵn ra rồi, copy sẵn ra cái đường ở trên này là đường boong bể gốc và boong đường bể gốc. Thì chúng ta có thể là gì, tạo cái bề mặt vỏ tàu chỉ thông qua những đường này thôi, không thông qua các đường sườn giống như bài tập trước. Thì để như vậy thì chúng ta cũng lưu lại bản vẽ này, và chúng ta sẽ gì, mở cái thằng Dino lên, rồi chúng ta cũng sẽ import cái bản vẽ vào. Rồi, để mặc định tất cả các cái giá trị này, vì chúng ta vẽ mm nên ở đây đơn vị cũng là mm luôn ha. Đó, ok. Rồi, chúng ta sẽ có cái bản vẽ, chúng ta sẽ vào này. Thì lúc trước chúng ta vẽ cái mô hình 3D đó thông qua các đường sườn, thì bữa nay chúng ta sẽ không vẽ cái đó thông qua đường sườn nữa, mà chúng ta sẽ gì, vẽ cái mô hình 3D đó thông qua các đường cơ bản là những đường này thôi. Thì đầu tiên ta cũng vậy, con phải dựng đứng lại cái hình hình chiếu đứng này, nha. Chúng ta quay xoay lại đặt đúng vị trí nó. Rồi chúng ta sẽ xoay lại nha. Rồi chọn dùng cũng là dùng lệnh rotate. Rồi chúng ta sẽ xoay theo cái hướng này. Ta xoay lên này, bắt đầu chúng ta sẽ là di chuyển về gì khác, mà chúng ta sẽ di chuyển cái vỏ tàu của chúng ta này, di chuyển cái góc tọa độ của mình này, di chuyển sao cho nó vô ở vị trí, hai cái vị trí nó trùng nhau ở đường dập tâm, trùng đường dập tâm bên này, trùng dập tâm bên này. Cách mình di chuyển vô mu, di chuyển anh này vô chỗ này, sau khi chúng ta di chuyển vô này xong thì chúng ta sẽ tạo một cái đường cong nha. Tạo đường cong, chúng ta có muốn tạo đường một con đường bon này nè, từ hai cái hình chiếu đường này và đường này. Đó, từ hai cái đường này là chúng ta sẽ có một cái đường đường bon thực tế của tàu. Thì để mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh, ở đây nó cung cấp một cái lệnh rất hay, là cái lệnh là tạo một cái đường cong từ hai cái hình chiếu. Như vậy chúng ta sử dụng cái lệnh này ha, curve from two view này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh này. Rồi tạo một cái đường cong từ cái đường này và đường này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là sau khi chúng ta bấm xong là nó sẽ gì, xuất hiện cho ta có một cái đường ở đây. Đường này nó có tính chất của hai đường còn lại.
là vừa có cao độ theo cái đường dọc tâm mà vừa có độ rộng theo cái đường vuông như thế này ha. Và chúng ta sẽ có được một đường này tương tự như vậy ha. Chúng ta sẽ tạo cái đường bệ góc. À, đường bệ góc là đường gì? Đường này à, cũng giao với cũng là gì? Đường bệ góc là đường hợp với đường này với cái đường này. Đó, chúng ta sẽ có đường bệ góc như này. Tương tự còn đường lại. Đường này với đường này. Rồi chúng ta sẽ có cái vị trí này. Ở đây chúng ta còn thiếu một chút xíu đến cái phần này chúng ta bổ sung thêm. À. À. Như vậy là chúng ta xong được cái các cái đường cơ bản ra ha. Và chúng ta giờ chỉ nối lại thôi ha. Nối lại bằng cách là gì? Sử dụng đường nối đường này với đường này lại ha. Và đường này với đường này và đường gì chúng ta nối cái mặt kia đuôi lại. Đường này chúng ta sẽ nối với nhau. Đường này à, như vậy chúng ta sẽ có được cái vỏ tròn như này. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo cái mặt à, tạo cái mặt thì chúng ta cũng sử dụng cái lệnh gì? Tạo mặt từ 2 đến 3 cạnh à. Rồi, như vậy chúng ta sẽ được một mặt này. Ok. Được rồi. Rồi, tiếp là chúng ta sẽ gì? Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo một cái mặt khác. Rồi. Tạo mặt. À, từ đường thứ nhất, đường thứ hai, đường thứ ba. Và đây chúng ta sẽ còn đường này nữa, đây chúng ta sẽ tạo được con mặt này, hai mặt. Rồi, tương tự như vậy là chúng ta sẽ tạo cái mặt cuối cùng là cái đường này và đường này cộng với đường này, ba cái đường này. À, thì để tạo đó thì chúng ta cũng sử dụng cái lệnh gì để tạo mặt từ 2 đến 3 đường thẳng. Rồi chúng ta chọn ở đây và chúng ta sẽ chọn cái đường này. Rồi chúng ta enter. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta còn một mặt cuối ha. Mặt cuối ở đây thì chúng ta sẽ chọn tạo qua các điểm này thôi à. Để chúng ta nối lại nè à. Để tạo mặt cuối chúng ta nối cái đường đường này với đường này lại cho thành một mặt đi, một đối tượng à. Rồi chúng ta còn bốn đối tượng thôi, ta tạo lại một à và bốn. À, chúng ta xem lại cái tàu ta à, đây. Như vậy là cách này chúng ta tạo rất là nhanh à, nhanh hơn cái hôm bữa trước là chúng ta sẽ
tạo cái tàu thông qua các sườn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạo cái các bề mặt của tàu thông qua các cái đường cơ bản cho trước. Như vậy là chúng ta sẽ gì rút lại rút rút lại các mặt này. Rồi mirror nó qua làm đối đối xứng qua. Rồi chúng ta cho tàu như này. Như vậy là cách này rất là nhanh. Để làm được cái vỏ tàu giống cái này nè, theo cách này thì chúng ta cần phải hiểu một số cái nguyên tắc. Mình có thể nhắc lại ở đây là chúng ta cần phải tạo ra được các cái đường cơ bản của tàu, bao gồm là ví dụ như chúng ta muốn tạo đường nào đó, các mặt nào đó, thì chúng ta phải hình dung trong đầu chúng ta là chúng ta phải tạo ra những cái đường cơ bản nào. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái đường cơ bản là đường mạn này, đường bị gốc là đường này, đường các đường ngang dọc hoặc đường bị gốc này, chúng ta là tạo đường này, và cái cuối cùng là được tạo với cái đường dọc tâm. Đó là những đường cơ bản. Thì những đường cơ bản đó mình có thể là gì, mình vẽ trước ở bên ngoài AutoCAD nè, cái tàu mình vẽ những cái đường cơ bản đó trước. Đây là những đường cơ bản mình sẽ thực hiện trước bên AutoCAD, sau đó mình sẽ chuyển qua bên này và mình sử dụng cái lệnh là gì, curve from two view, tức là gì, tạo một cái đường cong từ hai cái đường ở hai mặt chiếu khác nhau. Ở hai hình chiếu khác nhau thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái đường nó có tính chất của hai cái đường ở hai cái hình chiếu đó. Thì chúng ta sẽ ra được cái hình này. Như vậy là tùy thuộc vào cái tàu mà chúng ta có thể chọn cái phương pháp để mà tạo ra cái bề mặt vỏ tàu hợp lý. Thì hy vọng là qua cái bài tập này là chúng ta sẽ biết thêm một cái cách nữa để chúng ta tạo cái bề mặt vỏ tàu 3D ở trên phần mềm Rhino này. Rồi, chúc các em thực hiện tốt. Rồi, chào các em.